Chứng khoán vốn là gì? Chứng khoán vốn trong tiếng Anh có nghĩa là equity security, là loại chứng khoán được công ty cổ phần phát hành ra thị trường. Sản phẩm này để xác nhận quyền sở hữu một phần tài sản, thu nhập của công ty. Điều này cũng có nghĩa là nhà đầu tư sở hữu chứng khoán vốn là người sở hữu một phần công ty và được hưởng lợi ích từ công ty đem lại. Chứng khoán vốn thường được gọi là cổ phiếu, là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu một phần thu nhập và tài sản của công ty như vậy người sở hữu chứng khoán vốn cũng có nghĩa là người sở hữu công ty tất nhiên họ có quyền hưởng những lợi ích từ công ty mang lại chứng khoán vốn là loại chứng khoán do doanh nghiệp cổ phần phát hành công nhận quyền sở hữu của một phần thu nhập và tài sản công ty như vậy người sở hữu chứng khoán vốn cũng có nghĩa là người sở hữu doanh nghiệp họ có quyền hưởng những lợi ích từ doanh nghiệp mang đến trong tính chất của một khoản vốn đầu tư lợi ích kiếm được phản ánh dưới tên gọi của lợi nhuận lợi nhuận này được tạo ra thông qua quá trình kinh doanh khi các giá trị doanh nghiệp càng phát triển là mong muốn của nhà đầu tư bởi doanh nghiệp càng có nhiều tài sản giá trị càng cao thì chứng khoán càng lên giá như vậy so với thời điểm mua vào nhà đầu tư sẽ nhận được các lợi ích nhất định được chi trả định kỳ phân loại chứng khoán vốn phân loại chứng khoán vốn cổ phiếu thường hoạt động thanh toán được tiến hành với phần lãi suất cổ đông nhận về thường được xác định và trả theo những thời điểm gắn với khoảng thời gian sở hữu xác định thực hiện theo điều lệ của công ty. Ngoài ra, các cổ đông hoàn toàn không nhận được bất kỳ khoản thanh toán hoàn trả nào theo thời gian, tức là các giá trị liên quan đến khoản vốn đầu tư. Nó đảm bảo cho các nhu cầu trong phát triển ổn định và tính xây dựng của cổ đông trong doanh nghiệp. Do đó, nếu muốn nhận lại giá trị, nhà đầu tư chỉ có thể bán đi những cổ phần mà mình đang sở hữu cho nhà đầu tư khác. Cổ phiếu thường hay cổ phiếu phổ thông là loại chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu của các cổ đông trong một công ty cổ phần loại cổ phiếu này được trao đổi, mua bán nhiều nhất và rất phổ biến trên thị trường chứng khoán. Những quyền chủ yếu của các cổ đông thường trong một công ty cổ phần là quyền được tham gia bỏ phiếu và ứng cử vào hội đồng quản trị của công ty. Quyền được tham gia quyết định đối với những vấn đề quan trọng hoặc tài sản của công ty, quyền được chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho người khác, đặc biệt thông qua cổ tức cổ đông được chia lợi nhuận theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu cho các cổ đông dựa trên phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, cổ phiếu ưu đãi với các cổ đông nắm giữ chứng khoán vốn, tỷ lệ nắm giữ càng cao thì càng có nhiều quyền kiểm soát hoạt động của công ty. Cũng như tính chất trong kiểm soát tính hiệu quả trong sử dụng vốn, cũng như có quyền tham gia vào việc ra quyết định, phản ánh tính chất quản lý và tìm kiếm lợi nhuận cho vốn của mình. Đảm bảo cho quyền lợi của họ. Tiền của nhà đầu tư được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích mong muốn trong phát triển doanh nghiệp cổ phiếu ưu đãi, với các cổ đông nắm giữ chứng khoán vốn, tỷ lệ nắm giữ càng cao thì càng có nhiều quyền kiểm soát hoạt động của công ty. Cũng như tính chất trong kiểm soát tính hiệu quả trong sử dụng vốn, cũng như có quyền tham gia vào việc ra quyết định, phản ánh tính chất quản lý và tìm kiếm lợi nhuận cho vốn của mình.